vâng kính thưa quý vị và các bạn mỗi khi tết đến xuân về là người dân việt nam chúng ta mỗi nhà lại chuẩn bị mua sắm một mâm ngũ quả đẹp mắt thịnh soạn và tinh tươm trong mâm ngũ quả đó thì không thể nào thiếu được nải chuối lùn vâng và những nhà vườn ở huyện thủy nguyên thì đã dùng cây chuối lùn là cây mũi nhọn của người dân nơi đây. Vâng, chuối lùn ở nơi đây thì dòng từ đầu năm đến cuối năm mới được thu và họ chỉ dòng duy nhất một cây và thu duy nhất một buồng quý vị và các bạn ạ. Sang năm sau họ lại trồng lại. Và năm nay do thời tiết khắc nhiệt và năm 13 tháng cho nên người dân tính toán bị nhầm nhiều nhà vườn rồng đã bị rỗ sớm và bán chuối thịt tức là chuối ăn rất là rẻ còn những gia đình trồng sau rỗ muộn thì bây giờ quả rất là bé không bán được và ngân đi suốt hai buổi hôm nay hôm nay mới vào được vườn chuối ở thôn 10 xã kỳ sơn huyện thủy nguyên thành phố hải phòng gia đình anh chị cũng bị dỗ sớm và bán hết khoảng 2 phần 3 Bây giờ còn một phần Chuối của anh chị rất là to Anh chị nói là chắc chắn không có vườn nào nhất Chỉ có vườn nhì là của nhà anh Vâng Và đây là những buồng chuối anh cắt vào Nhà để chuẩn bị à, bán dịp 23. Còn nải nào xanh thì anh bán Tết. Năm nay anh chị nói chuyện. Chắc chắn là chuối rất là đắt. Quý vị và các bạn ạ. Thế nhưng anh nói là để đến 26 này. Thì à, à, chú sang đây quay. Lúc đấy anh sẽ bỏ tất cả các bao chùm ở buồng chuối ra. Chuối nhà anh năm nay rất là đẹp chắc chắn là đẹp nhất huyện Thủy Nguyên năm nay. Vâng và, và nhà theo như cái kỷ, kinh nghiệm của nhà làm vườn đã mất mùa thì lại được giá quý vị và các bạn ạ. Ở nơi đây có những năm khách Quảng Ninh sang mua đến hơn 10 000 đồng một quả. Nếu mà nải lẻ lên đến 15 đến 20.000 một quả quý vị và các bạn ạ vâng đây hình ảnh của gia đình anh chị ở trong nhà anh chị đã chặt đầy chuối vào nhưng anh chị quyết tâm để lại nải nào chín thì anh chị bán dầm 23 nải nào xanh thì anh chị bán chuối ngũ quả vâng ngân đen xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video nói về chuối tết của ngân đen ngân đen xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau